Minh Luân chúc mừng sinh nhật Quý Bình trong buổi tổng duyệt. Trong lúc tổng duyệt chương trình tình Bororo, Minh Luân tặng hoa mừng sinh nhật của Quý Bình khiến nam diễn viên bất ngờ. Trưa ngày 17 tháng 11, Quý Bình lái xe đến tổng duyệt chương trình tình Bororo tại sân khấu 126 thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là ngày sinh nhật của chàng điển trai, nhưng vì quá bận rộn nên anh không thể tổ chức như mỗi năm. Minh Luân đã chuẩn bị sẵn bó hoa chúc mừng đàn anh. Quý Bình cho biết, sau cuộc thi tình Bororo, anh và Minh Luân thân thiết như anh em ruột. Sau đêm nhạc, anh sẽ tổ chức tiệc mừng tuổi mới với những đồng nghiệp trong chương trình. Mặc dù cuối năm bận rộn, nhưng Quý Bình hứa sẽ về Bến Tre, quê của nam diễn viên anh em nhà bác sĩ, để trao quà tình thương cho một hộ nghèo. Ngoài phần solo, diễn viên Quả Tim Máu còn song ca với giám khảo Thanh Hà, Minh Luân cũng song ca với giám khảo Họa Mi, nữ danh ca hải ngoại mặc đơn giản đến tổng duyệt. Chỉ còn hỗ trợ đàn em có thêm kinh phí để tổ chức live show. Bạn trai Ninh Dương Lan Ngọc mời Tố My tham gia đêm nhạc, cặp đôi có tiết mục ăn ý trên sân khấu. Tấn Hoàng luyện tập kỹ lưỡng với ban nhạc, nam diễn viên sở hữu giọng hát tên khá phù hợp với dòng nhạc Bororo. Thí sinh Phi Nga, vợ diễn viên Long Đẹp Trai cũng gây ngạc nhiên cho khán giả truyền hình bởi chiếc giọng ấm áp. Ngoài việc hỗ trợ Minh Luân tổ chức chương trình, Long Đẹp Trai còn kết hợp Bảo Chung trong một tiết mục hài. Sau buổi tập, các nghệ sĩ chụp ảnh thân thiết, Minh Luân đang lo lắng bởi lượng vé bán ra chưa được khả quan. Đêm nhạc diễn ra tối ngày 19 tháng 11 ở sân khấu 126 thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!